hello nè em xin mời em quay lại với channel của mình đào tồn mạnh nhất tu tiên dấu nghề tập 133 ba liên full bộ nằm dưới phần mô tả nhé vì nên đáp án của người à không không được tại sao ta đã có sư phụ rồi ta không thể bán người làm sư phụ được tì tì à nếu như sức khỏe của tỷ đã khôi phục lại rồi tì hãy rời khỏi nơi này, này đi ờ sư phụ của người Người cứu ta là hắn sao? Ở tỷ tỷ nghe nhầm rồi ta không nói gì cả. Tôi rồi với kích động thì đã nói ra rồi. Màu độc trước kia ta đã dung nhập vào cơ thể của mình và thiên hít đồ thành một thể, chuẩn bị sáng xa để chết. Mà thiên hít đã thiêu đốt thần hồn và nhục thể của ta. Cái lỗi thương thế này thì cũng không phải là cái mà cái lỗi tiểu nha đầu thiên nhân cảnh nhiều người có thể chưa khỏi. Chỉ là thời gian mấy ngày thì có thể chữa khỏi cho ta như lúc đầu. Ngay cả mầm hòa rơi xuống và trước kia cũng đã giải quyết hết. Sư phụ trong lời của nhà đầu này nhất định là thánh thủ y đạo hoặc là đàn đại sư đang đạo, có thủ đoạn siêu phạm. Tồn tại như thế này còn phải cách dài, cách giao. Nếu như có thể để cho mình sử dụng vậy thì quá tốt rồi. Dẫn ta đi gặp sư phụ của người. À không được, sư phụ đã nói rồi. Người không muốn tiếp xúc với tỷ. Xin tỷ tỷ rời khỏi nơi này đi. Bây giờ ta mở thông đạo truyền tống cho tỷ không muốn tiêm xúc câu mạng của ta mà lại không muốn nhận ân tình của ta sao thú gì vậy thì tất cả muốn gặp sư phụ thần bí đá của người Trên tôi hắn rút cuộc là lỗi thần thánh phương nào trong họa anh ta trước giờ không có thói quen nợ ân tình của người khác ui sư phụ của người ra đâu trong họa tỷ tỷ à không phải ta không muốn dẫn tỷ đi chỉ là sư phụ đã nói rồi không thể nói thì thôi, tự ta đi tìm cũng như nhau. Nơi có khí trường không ăn nhập về vi cảnh này. Tìm được rồi. Hả? Các ngươi lại, tại sao lại muốn ăn cản ta? quỳ đầu quá. Nếu những người đã thật lòng, thật và hủy, vậy thì chúng ta cũng rất vui lòng để giải đáp vấn đề. Để tránh cho từ thiền vạn giới bị phá hỏng, vì sâu hòa bình của chư thiền vạn giới. Yêu thương lẫn, à, tiêu hòa đang sâu là cái gì nhỉ? cái đầu ngốc nhà người, cả bài công lại chỉ có mấy cái từ như thế này mà con không nhớ được nữa. <laughs> chúng ta là tiểu đạo, đồng dưới trướng đạo tô đại nhân. Tôn thượng có lệnh thừa giam bởi quạng không gặp bất cứ ai. Mời mới về mời về cho. Tú may mắn và tú xui xéo, tú gì lắm. Nếu đã như vậy thì ta còn vài nghìn tốt đôi đại rồi. Tiền Hiết, Được bề hạ. Trong hết tỷ tỷ à. Ha. Hai cô bé này chắc là khi lệnh của sư phụ. Nếu như để bọn họ đã nhậu sẽ kính đồng tới sư phụ thôi. Không được. Bộ phải ngăn cản bọn họ. Thơ thiết đồ ăn ngon này những năm nay ta từng chém giết không ít yêu thú ở trên thiên dài. Đấy là nội đàn của chúng. Tàn cho người. Ừ, nội đàn? Ui, tiểu đạo à, máu dừng là đi. Chỉ là mấy viên nội đàn con có mà thôi. Con cả người. Ngó ừ. ngó nhường đường đi, số vàng này sẽ thuộc về người hết. Như thế nào? Ui, vạn và, Do chết ta rồi, con tưởng tưởng trong hoa đi tỷ là muốn dùng vũ lực giải quyết. Số phụ nhà người có mạng ta một mạng ta sẽ có thể đồng bỏ thiên địa bàn của ân tình của mình chưa? Hơn nữa, hai đại tiêu hộ đồng này cũng không có ác ý vì ta. Chỉ còn bỏ ra chút bảo vợ tiền tài, thì có thời giải quyết vấn đề thì không còn phải nâng cấp mâu thuẫn. Có điều xem ra bây giờ hình như đã gây hiệu quả ngược rồi. Nàng ta dụ dỗ, dỗ chúng ta, cho ta tuyệt đối không thể bản bội tôn thượng vì tôm thượng ta chỉ nhịn Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy ta sợ là không nhìn được Mà nuốt nàng ta mất thôi Kết thúc ở đây đi Tôn thượng Để nàng ta vào đi Dòng núi này Số cụ của, của bọn họ lý nào là Không không Bất luận là đúng hay không Thì mình phải tận mắt nhìn thấy Trong hòa tỷ Tỷ đời đã Ngươi vợ ta bèo nước gặp nhau Có ngươi một mạng chẳng qua chi là Cuối cùng. Nhưng năm nay Ta đã tìm vô số thế giới. Cuối cùng cũng đã tìm được chàng rùi. Á à, dạ. Á à, dạ. Sư phụ. Lão dạ. Lần này ta sẽ không bỏ quỳnh. Lại nửa đầu. Á à, dạ. Bỏ rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? cháu mua bây giờ đáng lẽ hết. Không biết mình mới đúng chứ Xin lỗi tôi nghĩ cô nhọn nhầm người rồi Cái gì Quân đùa với ta cái gì chứ Ba ngàn năm nay rồi Ba ngàn năm đó ta vẫn luôn tìm Quỳnh Ký tức của Quỳnh như dấu ấn khác ở trong não của ta rồi Cho nên ta không thể nào nhận sai được Quỳnh chính là á giả của ta Lúc đó là ta sai Lúc tránh đồ tiên huyết đồ Không nên đưa Quỳnh đi tránh nạn Chúng ta đi thôi á giả Thương cô giới hoàng quỷ những thứ này ta đều không cần nữa Chỉ cần ở bên cạnh Quỳnh thì đi đâu cũng được Còn đã à, Ở trong hóa tiền bối Sư phụ Sư phụ đã nói là người nhận nhầm người rồi Cô nhã Trên người đừng bám lấy Sư phụ nữa ạ. À. À, tiếng nhớ đầu Nếu ngươi đã là đệ tử của hắn Vậy thì theo lý người phải gọi ta một tiếng sự nữa không? Ta và sự phụ của người được Nhật Nguyệt Sơn Hà cùng vô số bách tính thương cổ với chương giám. Vào ngày ta đăng cờ xưng đế, đã kết tốc làm phụ thuê. Tất cả của ta thuộc về quỳnh ấy, tất cả của quỳnh ấy đông dạng cũng thuộc về ta. Nó như nghe hiểu thì tránh ra. Phụ, phụ quấn. Trước phụ à, ý nói là thật sau. Liên quan tới vấn đề đào lửa của vị sự, trong thời gian hàng trăm năm, còn tu hành vì sự đã giải đáp 223 lần rồi. Đồ Nhi đã rất hiếp kỳ, người lời hại giống như, như sư phụ, không có đạo lửa hay là con cái sao ạ? À? Không có. Thế sau này còn mà cái sư tỷ đâu có thể tự lập sư phụ sẽ đi tìm đạo lửa chưa? Không còn. Sư phụ à, thấy con gái dịu dàng hay là thông minh Không sao cả Thì Không thể nào sư phụ có đạo lửa hay không Thì ta là người rõ nhất Đồ để được dạy dỗ lâu nhất đây Kỳ lạ, thất tử của lão giả cái gì chứ Cô gái tóc đỏ này rõ ràng đã nói lão mà Nhưng trận thấy của cô ta hoàn toàn không giống như đại nội dối Chìm ra Là do thừa hỗn loạn Dẫn tới nhận thức và ký ức có vấn đề rồi Chồng hòa Tôi và cô cụ... ừ? Tôn thường à Tôi là hôn cổ đệ, ngươi có rảnh không Nói đi Là như vậy Những người chuyển sinh Phí thần tà ác sáng tạo ra Tôi đã xử lý hết rồi nhưng mà căn cứ theo mạnh vỡ thật tà tâm thần tôn thượng đã điều trước đó sau khi điều tra kỹ cả thì tôi mới phát hiện chuyện hình như đã phức tạp hơn ứng tưởng tượng bây giờ tôi đang ở bên ngoài một vũ lực tôn thượng à, có thể tới đây được không bây giờ ta sẽ tới ngày vâng tôi có chuyện quan trọng phải đi xử lý rồi chuyện giữa chúng ta để tao về rồi nói ta ta đi với quỳnh không được Thương thế của cô tuy đã trì khỏi, nhưng mà tôi vi cảnh giới lại tụt xuống nghiêm trọng. Ở lại huyền với huyền ca dưỡng thường đi. Nhưng mà tôi biết cô có rất nhiều nghi hoặc Có vài vấn đề ta cũng phải cần làm rõ. Để ta quay về xin dạy cho cô một lời giải thích. Được, vậy ta để huynh quay về. Ừ, đi thôi tiểu sư. À, tới đây, tới đây. Không gian gì vật tôn thượng tình nên sao rồi tôi đi theo khí tức của mạnh vỡ kia tiến tới nơi này cái giữa kia là thời giới chính xung quanh có mấy trăm thửa già thế giới không cùng cấp bậc đây có lẽ là một vũ trụ mới được sinh ra thời gian còn quá lâu rồi làm ta xí chút nữa quên luôn đây không phải là vũ trụ mới được sinh ra giữa thế thời đại này mà nói thì nó quả thực là vẫn còn tồn tại vũ trụ võ hồ giới. Tôn thượng à, ngươi đã cảm nhận được chưa? Ừ, khí tức của thần chi không chỉ có một trạng trách người lại kêu ta tới. Đúng, Đúng vậy đó, nếu như cảm nhận được của tôi không sai, thì vũ vực này có lẽ có không ít chi thần, thần chi tôn thượng từng gặp. Đối với họ thì tôi không yếu, nhưng mà tôi không thể đảm bảo là có thể một lưới bắt gọn bọn chúng. Có cơ năng, sẽ để cho chúng thoát cho nên mới còn tôn thượng tôi giúp tôi áp trận Chúng ta bị phát hiện rồi. Ừ? Lúc ta tới không mờ vào ký tức của bản thân. Tôn thường à, đi giao lưu với bọn họ một chút hay là không cần. Trực tiếp ra tay đi. Thế giới trụ vật chú để ta giải quyết. Thế giới xung quanh, giao cho cô. Lần này không cần phải áp chế sức mạnh. Rõ. Khó lắm tôi thường à, mới mở hạn chế để ta thư giãn gần tay. Vậy thì giết thôi. Cái đầu tiên. Nhìn, điều chỉnh đồng pháo, ngắm xuống. Truyền lệnh về thế giới, trụ quốc chủ yêu cầu chí diễn. Hả? Ồ, mau chạy. Cây pháo, cây pháo. Như chiến đấu ngôi không gian vũ trụ vậy. 19 tiểu thiên thế giới, bảy trùng thế giới, chứ dù là vũ trụ, một lúc mất nhiều thế giới như vậy cũng sẽ cảm thấy đầu chưa. Cũng đã tính lúc một vài tên tiếp đi xuất hiện rồi. Không có cơ hội tồn thường nào ra tay ở bên ngoài. Đái ngộ này ngay cả xích liên tỷ cũng không có. Phải vì hiện tại tổ không thể để cho cái lọt lưới với việc có thể chém gió với bồ hồ một phèn. <laughs> Tại vũ trụ võ hồ dưới thân vĩnh nghiệp. Bình thần quần thơ giáo bổn hoàng cho thượng cổ giới các người chưa đủ nhiều sao. Chúa tổ vũ trụ võ hồ thật gió. Võ hồn bề hạ. Thượng cổ giới bây giờ đang nằm trong khống chế có hai vị đại nhân. Phi diễm thánh quần, thần mạng kịch độc muốn bắt được cô ta cô chỉ là khốn kiếp bốn hoàng bỏ nhiều tiền ra cho người lập ra cơ hoạch nhiều năm như vậy giúp cái đám phế và cái người đó vợ vợ thượng cổ giới mà các người nghĩ cái việc bắt một nữ nhận dữ giờ như vậy mà cũng không làm được sao ở bị hạ trong họ của ta nắm giữ phần viêm thiền quyết đồ một trong thất đại khuyên khí anh nói như muốn chết phục của ta quá thực là không phải chuyện dễ dàng nghe cho kỹ đi bốn hoàng thiên huyết đồ thương cổ giới vũ vực những thứ này bốn hoàng có thể không cần. trong ba ngày bất lương xong người chết trong hòa phải xuất hiện trước mặt bốn hoàng nếu không thượng cổ giới các người chuẩn bị mà chờ đón kính thịnh nộ của bốn hoàng đi ở à, thần thời chiến lại ý của bệ hạ tới đại ai vị đại nhân à bao ừ? bị hạ bên ngoài vũ vực xuất hiện một hùng thú mạnh mẽ trong thời gian ngắn chưa tới nửa canh giờ đã phá hủy mười mấy chục thế giới của chúng ta Phong vở trung thiền và tiểu thiền thế giới trung vũ vực đang suy chi viện hùng thú thế nào? Ở Bấm bị hạ căn cứ tiêu hồ báo tiên tiến thì như là thân thú bạch hồ tử thánh bạch hổ <laughs> đúng là trời giúp ta. Sau khi vàng mình chọn thân cháu bị hủy diệt ta còn tưởng là tứ thánh cũng theo đó mà dịch tuyệt chúng rồi chứ. truyền lợi xuống võ hộ thất tướng xuất trận. Không tiếc bằng một giáp bức được thần thú bạch hổ về cho bốn hoàng. Nghi thức cổ sinh còn cờ. Tàn sát từng mình mạnh nhất, thù tập vàng năm. Sức mạnh người chuyển sinh mà cái tên ngu mang thần kỳ cung cấp. Nếu như kết hợp với hồn linh bạch hổ nữa. Thì những tên dưới đất cùng với 12 vị chiến thần mạnh nhất của đời thứ hai. Cũng không chừng còn có thể mạnh hơn nữa, hơn quá khứ nữa. Còn có mấy vị thần chi này trong tay. Thì tới lúc đó đừng nói tới võ hồ giới. Cả thiên trừ vạn giới cũng đều nằm rập ở dưới trần thạch vỗ tà. Vẫn sự thì có chuẩn bị, bây giờ chỉ thiếu phi diễm thánh quận trộn hoa nữa thôi. <laughs> Ngồi ô thành vĩnh nghiệp. Lão già, nơi này tốt xấu gì cũng là vũ trụ do nhiều thế giới tạo thành. Có mặc kệ như bạch hổ tỷ huy diệt, như vậy có vậy không hay lắm. Trong lịch sử tương lai, tiêu võ hồ giới đã định sẵn sẽ bị huy diệt rồi sớm muộn gì cũng không có cái gì quá khác biệt hả vô giới này đã làm chuyện gì vậy hồi sinh Của thần quá khứ hả à, anh tại sao thần chí chẳng phải là tu vi đã tới cảnh giới nào đó sẽ thăng lên thần cảnh sau tu vi đã tới cảnh giới nhất định thì nắm giữ một đạo pháp tác có thể xưng là thần nhưng mà đây cũng không phải là thần chi thực sự ở trên mặt ý nghĩa có một sức mạnh tín đồ Nhận nguyên lực vô cùng vô tận, bất tử bất diệt như là thần gì cổ đại, thì mới có mục tiêu của võ hồ thế giới. Và võ hồ giới nằm đó, tìm được di hại của cổ thần Muốn thần hòa hiến tới sinh mệnh, thì hàng trăm thế giới hồ sinh nó, thôn về tầng cách của nó. Tuy nhiên, chúng còn hồ sinh cổ thần và vì tan hại sinh lên thế giới, bởi mấy vũ, vũ trụ, vũ vật khác, và một số đại năng trừ thiền phát giác liên tục công phá, võ hồ giới vì vậy mà bị hủy diệt. Trọng hòa cũng vẫn lạc vào lúc đó. Chồng hòa là đây tỷ ở giám ông lão già. À cộng đúng, lão già người quen quấy. Phần trước đất của lão già làm tiểu sự con tướng lão già không quen quấy chứ. Đời tỷ tóc đỏ kia chắc không phải là thực sự là thứ tử của lão già đã chứ. Đời ta chưa từng lấy vợ. Sự xuất hiện của trồng hòa là biên số do dòng chảy thời gian không sinh ra. Nhưng mà những lời của trồng hòa thì nói, thì tiểu sự cũng cảm thấy tình cảm thì ấy dành cho lão già là thật đó không giống như là đàn nội dung hay là diễn. Quá khứ ta và trồng hòa quả thực là kết cùng trải qua một quán thời gian. Quay lúc đó là thiên tài từ đạo vàng nam khó có một, con ta chỉ là một tán tù vô danh. chồng hòa từng là người mà tá ngưỡng mộ cũng là hối tiết của ta trước khi ngủ đạo. <laughs> Cái gì? Tồn tại mà lão gia ngưỡng mộ á? À? Ờ, lão giải thích nàng ta. Vậy hết phải, không phải là ngược lại rồi. Chuyển biến số quay lại rồi giải quyết. Võ hộ giới bây giờ trong lịch sử ban đầu không giống nhau. Sau trong lòng đất tồn tại bảy khí tức chi thần khác nhau. So với năm đó, thì chỉ sợ rằng bộ họ không phải chỉ là đơn thuần lồi sinh cổ thần. Linh phân bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Rốt cuộc là đang làm cái gì mà với đích thần xác nhận với chúa tể của vũ trụ này? Hả? Ừ. Chào già nghe xem đi, trên trời xuất hiện rất là nhiều thường lớn. Chắc hẳn là xong tới hoàn cổ rồi. Số lượng này nhá đầu kia xử lý cũng quá chậm rồi. Vẫn là phải để ta đi. Đại nhân à, phát hiện rất là vật thể bị không rõ ràng đã mới về phía hạm đội của chúng ta. Ừ. Phí Phi thiên chỉ thì hạm đội võ độ võ hồ. Ừ, cái gì vậy? Đi, 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 đây là một hạm đội đã hoàn toàn bị mất. Và wow, phá lần này còn ngầu hơn cả lúc ta nhận giới trước đó nữa. Không hổ danh là giáo già. Đi sư chuẩn bị đi. Hả? chuẩn chu chuẩn bị cái gì cơ? Lần trước sau khi tăng cấp, ta nhớ là công năng gọi là Vũ Trần Thánh Sư. Kỹ năng mới của tỷ sư xem lại trường 107. Hả? À, có, ông lão già muốn dùng sao? Ừ. Được rồi, dung hoa vũ tràng chưa thi Thánh Sư, chuyển đổi hình thái. Có cả công tiện à, Ngược lại có hơi ngoài dự tính của ta đó Lần này cái yêu cầu gì không lão già Tu vi cao nhất ở vũ hồ giới là cái gì Thế nhất tài liệu hiển thị Thì cái mạnh nhất nơi này có tu vi là sơ cấp ngân trụ giới Ghi chú Thiên nhân cảnh là cấp thứ 5 Cảnh giới tu đạo Ngân trụ là cảnh giới cấp 17 Lão già Lão già có người ra rồi nhắm vào chúng ta đó Đi rồi Khốn kiếp ngồi lại lại to gan dám đến lấy hợp đổi vô Hồ Quốc Bốn Hoàng Hả? Không chế linh khí phong ra Ta muốn giữ hang sống À được, được Khởi động chế độ điều chỉnh Linh vật thánh sự Cộng ngươi là dám Tôn thượng ra ra tay rồi Bên này ta cũng không thể tôi kém được À, đau đầu quá tiếng băng nảy xíu chút nữa thì không áp chết được rồi không chết sức mạnh tục lắm quay về cơ thể ta nghi ngơi chỗ đi ừ. bốn hòa công nhớ là cái chọc vào sự tồn tại như người ngươi rút cuộc lại tại sao con núi không rằng lại muốn đuổi cùng với tận vỗ hồ giới ta bốn tôi là còn quen biết về người ở thời đại này tới nơi này chỉ để xác nhận là một chuyện Vô hồ trước đó độc hại nghìn và sinh linh, ta hết sức mạnh mấy trầm, thế giới vô lực, con chỉ lội sinh một vị cổ thần. Bây giờ trong hạch tầm thế giới chưa có bảy cổ khí, tức thần chi tàn khuyết, chỉ dựa vào một võ hồ, vũ lực chưa làm nổi chuyện này đâu. Nói đi, đằng sau là ai đang chỉ thị ngôi hồi sinh cổ thần? Người, người sau Đào gì thôi, người tướng bổn họ sẽ nói cho người sau. Nói hay không thì không quan trọng. Người là kẻ biết chuyện là được rồi. Người muốn làm gì ta? Cậu gặp như tại ta núi cứ được cái động vào. Muộn rồi. Thuật thức tự hủy khắc trên thần hồn mà có chút giống với thiên đạo kia của tới nghiệt giáo. Sau đã để lại vô tích Bị mình phật giác sao Tập 1 bài 17 Hả? <laughs> người muốn đi đâu À đại, đại nhận đừng, đừng giết ta Ta không liên quan gì tới vô hồ giới Ta là người của thượng A à, tướng cổ giới Ta không biết cái gì hết Thượng cổ giới à Thế giới của trọng hóa Ngón đầu lên nhìn ta Đại à, người đây là muốn ta nhìn à, người, người là Ờ, ta, ta định nhận ra người, nhưng mà người Không tên nào, người rõ ràng chỉ là một tình phớ vật không có linh Kinh mạch linh hại chứ Nói thân phận của người Người, người là phụ quận của phía diện thánh quận Trần, Trần Giả à, chuyện phim phất lên rồi có lẽ không phải là biến cố của trọng họa làm ký ức của cô ấy thay đổi. Mà biến số này là ở ta. Ý. À. Ý da. Đêm hồn cái tên ngốc nhà người yên tĩnh một chút cho ta chứ. Tôn thượng đã giao phó yêu thú ở nơi này đều là người hậu của tiểu đồ đệ. Không được ăn, người quen rồi sao? Ta, ta không ăn, ta chỉ là chơi với chúng thôi. Người còn có tấm trạng để chơi nữa à. Nhưng tới lần này ra ngoài là gánh vác nhiệm vụ quan trọng do vô lượng tỷ tỷ sắp sớp. Mấy ngày trước, tiểu thế giới tôn thượng. Cơ hai người các người qua đây là có một nhiệm vụ quan trọng giao cho các người. Ừ, là nhiệm vụ, vụ, quan trọng gì ạ? phụ trách ăn uống sầu. Tôn thượng gần đây gặp phải một nữ tử thân phận của cô ta. Ta có chút để Các người ra ngoài thì ta xem chừng cô ta đi. Tổng giám đốc tiêu thế giới Tôn thượng vô lượng Đừng để cho cô ta làm ra cái hành vi qua mức với tôn thượng Có tình huống dị thường phải báo cho ta ngay Dần vô lượng tỷ đảm bảo quan thái nhiệm vụ Quan thái nhiệm vụ Tỷ ta đã đồng ý với vô lượng tỷ trong trận nữ nhân đó rồi Nhưng mà cô ta đã ba ngày không ra ngoài rồi Mấy ngày này ngược lại là tiểu đồ địa đưa cơm cho cô ta Còn đứa chúng ta Cho chúng ta nữa chứ hơn nữa công có tiểu đồ đệ làm ngon quá Ừ Cô ta không ra ngoài Thì chúng ta cũng không thể đi nhìn lén được Mà cờ đi tóm lại chứ không chừng là được rồi Ừ Trong chừng Ba ngày rồi vốn trưởng Tưởng là trồng hòa tiền buổi sẽ làm ra cái hành vi gì quá mức Nhưng không ngờ quấy lại ngon ngõ trong phòng tù luyện Ngay các cử động cũng không Tuy mình Khi có mình làm cho quấy không đồng đại gì Nhưng mà ăn hết nhưng mấy ngày này hầu như không nói câu nào về cô ấy. Hơn nữa lúc tiền mới tu luyện khi tức phát ra đáng sợ quá. Ôi sư phụ, mau về đi, đồ như sắp công trụ nổi nước rồi. Ừ. Qua đây đi. Ờ, à, hóa tiền bối. Người đáng sợ ta. À không, không phải, chỉ là khi tức lúc tiền bối tu luyện phát ra có hơi. Đối vì vườn vườn thương hại giới ta, là đến giết tựa trong vô số trận chiến sinh tự ra trên chiến trường mà có được. Lúc tu luyện lên khí trên người, chỉ có tránh chi tiết ra một chút sát khí. Nếu như người cảm thấy có chịu thì không còn ngồi giám sát ta. Nếu như đã đồng ý với a già dạ đầy đợi quần ấy, thì ta sẽ không đi đâu cả. Mấy ngày này tiền bối phần tu luyện không nghỉ ngợi, là vì thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau. Sư phụ đã từng nói cho dù người tu đạo không cần ngủ nghỉ, cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi Như vậy mới có thể khiến cho đạo tâm vẫn vẫn hơn là hỗ trợ tu luyện Còn liên quan tới tự vị thường tế Từ sau khi mất đi sư phụ người Thì tấm cùng to lớn của thượng giới cổ chỉ có mình ta Không ngủ được nữa thì nên không nghỉ người Ngược lại là người mấy ngày này đều chạy qua đưa cơm cho ta Tại sao lại không ở đây luôn là vì khí trường ta phát ra lúc tốt lụy sau. Không phải, không phải vì cái này Căn nhà nhỏ bên rừng là nơi ta và sư phụ bình thường hay ở Ta ở đó quen rồi nơi sống cùng với A giả dạ? Ở đó có lò luyện đàn dụng cụ luyện khí Còn có một số thực phẩm dụng cụ nấu ăn Với cũng không xa Đưa cơm cho tiền bối thì không đáng ngại ừ, Tiền bối đi đâu vậy là nơi trước đó ta đi thường sao? À dân Trong hồ tiền buổi ở à, sư phụ con ở đây nên mấy ngày này không có dọn dẹp Hay là để ngày mai lại À không sợ ta cũng đi Vậy được thôi Nơi này Ngô Vân Sư Phụ đã sống Ở đây bao lâu rồi Từ sau khi Sư Phụ Nhận ta làm đồ đệ thì vẫn luôn ở đây Cũng thế là bao lâu thì quên mất rồi Có lẽ cũng quá nhiều năm rồi Tuy rất mỏng Nhưng ở đây quả thật là Cái khí thức tàn dư của a già, Chẳng trách Lúc trì thượng lại có một cảm giác yên tâm Ở à, trong hội tiền bối hạ à, Bên đó là của sư phụ Lúc tỉnh lại Ta đã phát giác ra mi cảnh của người Và ngoài giới Có khác biệt thời gian không nhỏ A-dạ à, đi ra ngoài xử lý công việc một ngày Mà nơi này Có lẽ cũng phải cả tháng Nơi này tuy là thô sơ Không gian không bằng một phần trăm Tấm cung thường cổ giới Nhưng ta lại thích nơi này Trước khi A-dạ quay về ta sẽ ở đây Vâng, vậy được. Cháu có tiền bố dù sao cũng là khách. Có quan hệ với tạo với sư phụ. Hơn nữa cho dù mình muốn cả thì cũng đánh không lại. Ôi sư phụ có lẽ không để ý chuyện này. Tiền ca, sư phụ. Vì sư truyền tống cái này về, có dẫn trồng hòa đi tìm cho đất trống rồi lấy. Dân sư phụ. Sư phụ à, chúng con đã chuẩn bị xong rồi. Ý, sư phụ truyền tống mà có người về sau đi đi là là người đây là người của thượng cổ giới giao cho cô xử lý đấy ừ, Trộm trọng trọng bị hả người không phải đã hừ, người từng trạm đã chết rồi sao bên thành quân chấm trưởng quản thượng cổ giới từ trước tới này tự hủy lòng đã đối đãi với lục quân thượng cổ các người không bạc chẳng có mơ đáng đợi suy nghĩ và sơ thần của các ngươi mà tín nhiệm các người cho sáu cực nhân thần các người giúp trẫm quản lý tường dây cổ dưới một người mà trên vạn người bên thành quần ngươi lại càng là đại thần ngồi giàu trẫm đích thần bổ nhiệm việc giao ngồi thường cụ giới với ngồi giới trẫm đều cho người to nguyên giải quyết bị hạ ta ta tại sao ngươi lại muốn phản bội trẫm bị hạ ngươi giết ta đi Giả sát bắt ta đi bắt người thần của thần. Còn hạ cổ độc trên người của bọn họ. Thần hết cách chỉ có thân nghề thì giả sát và cựu mồm. Liên hợp thế lực ngoài giới phục kích bệ hạ. Thần phụ lệ tiếng nhiệm của bệ hạ. Quản chế công từ. Nhưng người nhà của thần vùa tuổi xin bờ hành nữ mặt Những công hiến thần từng làm cho thường cổ giới. Ngay sau, lúc bệ hạ quay về thường cổ giới có thể tha cho bọn họ. Được rồi, trạm đồng ý tạ ân điểm bề hạ ừ? bị bề hạ đôi chút trước đó các người cho trẫm dùng lời hung ác độc sau khi được chữa lành trẫm đã dùng máu của mình mô phỏng lại nếu nhiều người ngay cả chết cũng không sợ vậy thì trẫm cho ngươi một cơ hội đến tôi đã báo thù dùng nó sau này người chính là tự sĩ của trẫm đến đột sinh sát chỉ nằm trong một ý niệm của trẫm Thần ta ơn không giết của bia hạ Từ nói về sau, Thần chính là rằng nền trung thành của bia hạ. Nguyễn Vi Bà Hạ Vinh lại thường cổ giới, và ăn chết công tử. Mấy lời này thì bỏ đi, ngươi chỉ còn nhớ kỹ. Nói như giống cái đồ đầu tổ kia sẽ cháy ra khắp toàn thờ người, khi cho người chết ngay tại chỗ. Bây giờ thần sẽ đi tới các thế giới khác Dìu mộ kỳ sĩ dị sĩ tổ chức quân đội phản cộng Thương cổ giới Không còn Gia sát và cường mồm hai con chó này Vì đối tượng huyền hoàng mà buông bỏ thù hận Nhiều năm điên hợp với nhau Một khi cái xung đột lợi ích lớn thì đồng mình vừa chúng căn bản đã không chịu nổ kích Bị hạ anh mình Vì giống hổ bị hạ con thân là có gì Chuyện ngươi cần làm rất đơn giản Quay về thường cổ giới truyền tiền trắm đã vẫn lạc ra Đứa phần viêm thiên viết quay về trên vương tòa Lần này sẽ chết trẫm làm chìm sẻ đứng sầu thượng tuân lệnh quay về thôi ừ, dần ban nãy còn tuần tiền bối chỉ giết cái tên đó chứ không ngờ tiền bối không chỉ thà cho hắn mà còn đứa thần khí lợi hại nhất cho hắn. thật sự không sao chưa? thần khí một khi đã nhận chủ thì trước khi chủ nhận chết đi thì chứ không đợi bị cho bị người khác dùng vô số năm nay, tên là chủ nhận đầu tiên và duy nhất được thiên huyết đồ thừa nhận. Còn về Bình Thành Quân, số phụ người nếu như muốn giết hắn, thì đã không còn phải bắt về đây làm cái gì. Nếu như quân ấy đã chọn vào cho ta xử lý, thì tất nhiên ta sẽ phát huy tác dụng con cờ này thật tốt, chuẩn bị cho việc báo thù sau này. Trong lòng A à dạ, vẫn còn có ta. Ừ, thì ra là như vậy, cái chân mới này để ta cho tiền bối, Ta đi phòng bệnh ngủ tiền bối cái chuyện thì cứ gọi chúng Ta đi trước Quay lại ừ. Ui Tiền bối hả à, Người Người không được đi đâu cả Ta muốn ngủ Số phụ người không mà đi Thì lấy người thì tẩm thầy của nấy đi ừ. Thì, thì, tẩm nhưng mà mong là đêm này có thể có một giấc mộng đẹp. Vô hồi giới không gian sâu 8 địa mạch. Tính rồi. Ừ. Tính thì tính rồi, nhưng mà đầu hơi chóng. Lâu già tới ngủ bao lâu rồi? À không lâu, chỉ có một canh giờ. Ừ. Ở đây tối quá. Chúng ta đang ở trong lòng đó ư. Ừ. còn Không sao, vấn đề phía trên đã được giải quyết rồi. Nếu những người đã tỉnh lại, cũng lúc cũng tới lúc giải quyết vấn đề hạt tầm thế giới vô hồ mới. hồi giới rồi. Lão già đã biết đợi ta tính lại là sao? Lão già chứ không phải ngài chơi nơi này, này tối quá Nên đợi tiểu sư Vậy là chưa sáng được chứ ngài đây chứ À đâu đúng rồi đấy Nhưng mà không có thưởng Ui tất là như vậy ư Thần hồn chú tể võ hồ giới kia Bị người ta động tay rồi Mà thần hồn tiêu tán lại qua nhanh Ta không kịp cán vì từ hủy Cho nên Mánh mối liền qua tới kỳ đứng sâu Chỉ có thể bắt đầu từ đây là những cái này là những thi thở. Ừ. Trước mặt người là thi hài của thần đã vẫn là qua thời thường, thời kỳ thường cổ. Bằng lĩnh người bố trí nên tới đàn này không nhỏ. Trong đống di hài này là có người có thực lực khi còn sống không tệ. Lại có thể nghe được hai chữ công tệ từ trong tay lão già thật sự là hiếm có. Còn đã, lý nào núi là những chi thần này lão già đều được quen hết. Tên này tên là Bác dùng nhục thân nhập đầu tu luyện tới đây cái thành có kháng pháp thuật cực cao mà pháp thuật bình thường thì khó mà đã thường được hắn người quân lại thì nhớ không làm tên là hà là là một vị yêu thần chuyên dùng độc mà độc tố của cuộc tà có thơm mơ hoặc hoặc là không chỉ ý chí của sinh vật mau khi nhìn phải chứ dù là thần mình cũng khó mà hoàn toàn tỉnh táo được nghe thì có vẻ không giống thần mình gì tốt đẹp cho lắm hai vị này chắc không phải là đơn đuổi của lâu già đấy chứ Ừ, không phải người chiếc buồn họ là ta và tuy họ chưa thiên lần thứ ba ta chưa lĩnh ngộ được vạn đạo hai thần chi này gây cho ta không ít phiền phức hả Tại thời chi bị lão già giết chết á còn bốn thần chi còn lại thì ta không biết có vẻ đều là có thần lực công tệ nhưng mà mục tiêu chiến này của bọn chúng của chúng ta không phải là bọn họ căn cứ từ ghi chép thì võ hộ dưới nằm đó đã bị sửa dị tiêu diệt nếu là do buồn họ tìm thấy di hài của một vị thần chỉ đường đại mộ đồ phục sinh hắn mà thần chi này trong tương truyền là một con là con của con của viện cổ long thần vì thần đại môn vũ vực thần châu và cùng với hàng trầm thần chi thở xâm nhập huyết chiến cho tới khi thần huyết chi cả vẫn là có thể hiện dùng Lông thở bị kiến đại môn thần chi xâm nhập đại Thần đại chỉ định chặt cái đầu hắn làm chiến lệ phẩm cho trận thất bại đó mà mang đi chi hài thần mình võ hộ dối thì che giấu chính là thần gì mạnh nhất đời thứ hai chư thiên trong truyền thuyết này mà vì thiên long thần thủ cấp ứng lộng, đây chính là thần mình chiến tử mà lão già núi sâu ừ. tôi xin quỷ đằng thụ thiên đạo kết tình Lượng lớn khí tức linh hồn chuyển qua nơi thần giới, thủ cấp hắn đã được phục hồi hoàn toàn. Võ hộ dưới thời đại này so với lúc trước thì nhanh hơn không ít. Với thế tốc độ này thì nó như để cho chúng bắt được trọng hoa, thì thơm trăm năm nữa, nó cũng chừng thì có thể họ phục được ấn lòng. Đa tí thuật pháp đã bị thay đổi. Thực pháp bị thay đổi. Ý của lâu gia là bây giờ thần mình này không đủ sinh ưu Tới đàn này và kết tinh thiên đạo bên trên vốn là nền cung ứng năng lực hồi sinh cần thiết cho thần sát của trình kỳ kia đồng thời cũng là trần pháp chi hóa hồn linh người chuyển sinh sau khi trận thay đổi thì đang lợi dụng thần lực ứng lòng của sót lại không qua tứ đàm và đám gì leo kia chuyển hóa ngược cho những tầng chi chúng ta vừa thấy một biến tình xấu tên không sai ừ, thì đó là như vậy Lâu già, vừa nãy ta nghe thấy ngài nhắc tới trọng hoa. Tỷ sư trước đó thì đã muốn hỏi rồi, tại sao bất luận là trước kia hay là bây giờ? Người của thế giới này đều muốn bắt trọng hoa của nương chưa? Võ hồ giới sợ dĩ là một bắt của ấy, là có liên quan tới huyết mạch của quỷ. Huyết mạch. Trọng hoa là hậu giới của thần châu giới, thần mà huyết thống viêm đã tồn khuyết nhất. Trời sinh đã có năng lực ngự hỏa và thờ tổ tổng huyết dịch bản thân. Mà điểm đặc biệt của huyết mạch viêm đế chính là chỉ cần có được huyết dịch của sinh linh khác thì chỉ có thể thông vừa được dùng hợp nó hầu như là có thể dung hòa tất cả chủng tộc. Cho dù là thần chi cũng không ngồi lệ. Mà ứng lòng luật sống là cổ thần thần châu. Muốn thực sự hồi sinh hắn cần dùng đến huyết mạch của một vị trồng trong thủy tổ viêm hoàng gì đấy để làm thần huyết chảy trồng trong thân thể sau khi hồi sinh. Đâu dài. Dạ? Gì dạ? Hủy, hủy mất tầng gì kia rồi. Lâu già dạ? chắc không phải là muốn năng lượng cần để hồi sinh mấy cái thần gì kia quá nhiều. Mà những di hài này cũng chỉ là vì con cờ bị người ta bày trí. Sống lại cũng không cung cấp được tin tức ấu dụng gì. Thứ có giá trị để điều tra cũng chỉ có cổ thần này. Lão già muốn truyền tống trồng hòa ứng cô nương qua đây. Vấn đề của trồng hòa thì chưa giải quyết. Ta cũng không muốn chuyện này dính liễu tới cô Nhưng ban nãy không phải lão già núi là dùng huyết mạch viêm để mới có thể sao. Hòa giờ viêm hòa bên cạnh ta không chỉ có một. Lão già nó không phải chắc là hoàng thiên giới. à, Tôi mệt quá Những ngày này vẫn luôn Ông bùng bà hài giới Tiêu tần và hoàn thiện Không có cơ hội để nghỉ ngơi Ngày mai lão nương Ông phải ngủ tới khi anh tự tỉnh Còn mày anh được làm một tay tà độ Chìm ừ, Chim thuộc tên lửa ừ, Người cứ tiếp tục lời đi Nếu như người siền năng Thì thiên phạm và trường thành Cũng sẽ không đến nỗi bây giờ mới đột phá thiên nhận cảnh Đối với người bình thường mà nói thì tốc độ tu luyện của Hà Nam cũng có như là nhanh lắm rồi. Phụ Linh tỷ à, có thử tí tỷ thật sự không vấn đề gì chứ. Còn chào, ta đã mô phỏng kết cấu cơ thể mình, trở thành cơ thể con người rồi, không bị ăn nước đâu. Ừ, cũng sẽ không rò điện yên tâm. Ta, ta cũng có ý này. Xì ngày không cũng được. Dù sát thì lão nượng cũng thuận lợi thăng cấp lên thì nhân cảnh rồi. Chứ tủ, lão nhận già. Người không có lý do gì vô tả cái trục quý quét của mình với nữa rồi. <laughs> Đi rồi, biết có lợi hại rồi. Thời gian này mọi người đều tiến bộ không ít. Nhưng mà nói tới người tù hoạch được nhiều nhất ác hẳn là ấy rồi. Ừ, đúng vậy. Không ngờ tỉ thành sau khi tiến hóa lại hố hình rồi. Nè, 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 sư bá đã đặt tên mới cho cô ấy rồi. Người ta bây giờ lại lòng mình. Nhà như vậy đã ngưng tù được hình người. Xem ra cách này hóa rồng cũng không xa nữa. Cô ấy là vốn có lên trí lên trí cao từ giao long lục sát của hóa rồng có lẽ không có vấn đề gì lớn ừ? mà trước kỳ gọi tiểu thành rất thường miệt sao sức bá lại đổi tình của ấy vậy ừ, đó là vì tiểu thành trên sau này không xuất hiện những tình huống ngồi ngùng nữa ừ, hình như cũng phải mấy tháng này mọi người đã vất vả rồi tiếp theo nghỉ ngơi một tuần đi sư phụ từ núi làm việc kết hợp với nghỉ người cũng rất là quan trọng được thiên phạm vì sự có chuyện còn còn qua đền một chuyến nè hả sư tỷ con chuẩn bị đi Vì sư lát nữa sẽ mở cửa truyền tống à vâng sư phụ Chuyện ngắm có sư phụ á vừa mới nói là sư tủ là dần già đã truyền tin tới luôn rồi ừ. tiểu thiền sư phụ à sư tỷ Ta và tí cùng đi Ừ Rất lâu rồi ta chưa gặp sư phụ Ta nhớ người Đi rồi, rồi rồi Vậy thì cùng đi đi Sư phụ có lẽ không để ý Ta vừa trưởng thành qua chỗ sư phụ Phiên mấy người trong nhà nha Ừ Hai người kia tạm đi Có mấy chúng ta ở đây Nếu như có gì rất Bất ngờ thì ta chỉ cầu tiêu hát truyền tống Hoàng thiên giới tự mình giới Thì sẽ không có Úi Cái đầu quá Ờ năm quý cũng sừa quá rồi đi Sư phụ có lẽ sẽ không tức giận đâu ha Tại sao cứ truyền tống lấy mở ở đây chứ Kỳ nghĩ của ta Ý da dạ. Úi Ừm Tập 138 Ý, đây không phải là tập im đỏ sao Sao lại truyền nhỏ qua đây rồi Anh à, Nam, bộ đồ đây là sao gì hả Chị Tổ à, nghe con giải thích đi, con không muốn qua đây. Vừa nãy con đã nói với sư phụ và sư bá đang ngâm mình ở trong suối nước nóng. Không cẩn thận con trượt chân cho nên... À vậy hả? Vậy thì về đi. Vì đạo thôn lớp giờ lệnh đông quá rồi. ấy con đã Sư phụ... Sao cả trường thành cũng qua đây luôn rồi. Đồ nhi nhớ sư phụ cho nên liên đi theo sư tỷ qua đây. Ừ, đã bốn tháng không gặp sư phụ rồi, Cũng qua sư muội đâu rất nhớ muội. Đâu rồi, mỗi cùng bám lấy sư phụ như vậy nữa. Sư tỷ thấy nổi giận đó. À, th 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 trước thôi chút nữa tôi mà. Và anh từng cạnh đến phòng, và anh từng cạnh trùng dài à. Xem ra, lúc với sư có mới cạnh thì các con cũng rất nỗ lực. Và anh từng cạnh thiên dài, nhân cảnh. Cảnh giới thứ sáu trong cấp bậc tự vi. <laughs> vì có thể sớm ngày đuổi kịp sư phụ tất nhiên đồ nhi không dám lừa biến bây giờ đồ nhi có thể công chết tốt huyền âm chi thế rồi tôi vi rất nhanh sẽ đuổi thiết kịp sư tỷ giờ tốt để sau khi quay về vì sự sẽ chuẩn bị phong thưởng cho hai con đồ nhi không còn mong thưởng đồ nhi muốn sư phụ có thể ở lại hoàn thiên giới nhiều hơn với chúng con ừ, ừ. chứ mũi nó không xài đồ nhi cũng nghĩ như vậy đó được rồi Lần sau quay về hoàn thiện giới vì sự chỉ cố gắng ở lại thêm chút thời gian vậy. Ừ, tại sao tốt quá rồi, sư phụ tốt nhất. Tiểu Thiên Phạm và Tiểu Trưởng Thành quá thực là có một thời gian không gặp rồi. Bây giờ lại thêm Tiểu Huyền Ca nữa. Quỳ lao già, thật sự càng nghe càng nói nhiệt rồi đó nhà. Là người liên kết trực tiếp với lao già, Tiểu Sư cũng có thể cảm nhận được cảm giác được an ủi của lao già rồi. Để sau này thì các đồ đề nhiều hơn nữa, thì chứ có cần tường như thế nào đây Ôi Tiểu sư tôi là món chờ quá đi À đúng rồi sư phụ à Người tìm con gấp như vậy đã có chuyện gì sao Bên đó có một vị thần Chi viện cổ đã giết nhiều năm Vì sự dùng máu của con đồ sinh hắn Thần minh viện cổ máu của con á Sư phụ à, dùng của con có được không Không được vì cố thần này và tiền tổ sự khai của tiên phạm, lời hiền viên hoàng để có quan ở tam sâu. Chỉ có mối của tiên phàm mới có thể gọi tính tần hồn đã chết nhiều năm quán. Nói như dụng mối của thần hầm, trường thành nói không chừng ông ấy con chết tâm một lần nữa đó. Linh lực của con bây giờ chưa đủ mạnh, để lát nữa vì sự di chuyển linh khí cho cơ thể của con. tôi nhi hiểu rồi, giống như lúc ở hồng liền mà tông đúng không ạ? À? Ừ, không sai. Nghe hiểu rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Thở lông tinh thần không cần phải căng thẳng, Tôi nhi đã khát trước rồi, lần này tuyệt đối không ngất đi nữa đâu. Linh khí của sư phụ và sư tỷ chúng hòa vào nhau rồi. Giống như lúc đó, linh khí cuồn của ngất trời, bám sát kinh mạch của mình từ từ lan ra khắp cơ thể. Cho dù chưa cách bao lâu, sư phụ vẫn là sư phụ, vừa mạnh mẽ là dịu dàng. Sau khi con cũng sẽ có linh khí to lớn như sư phụ, thì con đường tu hành khoái từng bước từng bước, không còn phải gặp gặp quá. Hả? Vì sự đã sinh ra liên kết với linh hại của con Có thể tạm thời nghe được tiếng lòng của con Sư, sư phụ ạ, à, sao người còn nói sớm ừ, Như vậy là được rồi sao Chỉ là khi tức rò rỉ ra ngoài Đã có thể tạo thành sức phá hủy lớn như vậy Có thứ gì đó Cùng bố sắp tới rồi sư tỷ Để rồi chuyện tiếp theo Không phải là chuyện hai đứa có thể tham dự Quay về trở đi ừ, sư, sư phụ Sau khi quay về hồn tiền giới Thì ở yên đó đừng có chạy lồng tung Ba ngày sau rồi sau khi Chuyện ở bên này xử lý xong Thì vì sự sẽ đưa tám sư mùi về cùng với các con Đồ nhiên tuấn lệnh Lão già dù vào mối của thiên phạm có thể hồi sinh hắn không? Cổ thần này không vì chết quá lâu, mà chỉ còn được cái xác rộng chưa. Còn đâu? Đây chính là sự khác biệt giữa cổ thần và thần chi bình thường. Thần chi đại cổ phần lớn là có tín đồ, sức mạnh đi ngưỡng là có nguồn của sức mạnh của họ. Chỉ cần thần sát cột thì tức là trên đời còn người, tin phụng hắn, thì hắn chỉ có khả năng hồi sinh. Ấn ừ, lộn bây giờ vẫn chưa tỉnh hoàn toàn thức tỉnh Chính là thời cơ tốt để tra ký ức của hắn ừ. Yêu nghiệt phường nào Tô gan lại dốc phá giấc ngủ của ta Yêu người phụ nào lại dám quấy rối giấc ngủ của ta Sợ là người phải quay về cơ thể của ta rồi À còn tiểu sự Ông muốn ở cạnh lão già Ta lưỡng lòng con trai của thái cổ tổ lòng Từ thời thái cổ đã vì thần chầu Mà trám gì nhiều mà Đẩy lui yêu tà bà phường Bảo vệ thần châu quốc gia chiến tử xa trường Vốn là mong ước của ta Bây giờ lại tiêu, bị tiêu bối người hồi sinh Quấy trở về thế giới này Ta không giết tiêu bối vô danh mau báo tên họ Bốn tòa tròn dạ như người thấy đó Chỉ là một thần chí bình thường Bốn tòa không có ý làm phiền gia ngủ của Ngài Họ sinh Ngài trong thật lông thần phục thì dành tiếng lần lấy một thời gian Một thời đấy chỉ là vì có một số chuyện muốn xác nhận mà thôi Tận sinh quỷ đàn thủ Thiên đạo kích tỉnh Còn có những linh hồn sao đồng trong quả tử của ta Xác nhận một số chuyện à <laughs> Ta thấy tiểu bối người là môn đồ đột thần vị bị sức mạnh tín ngưỡng trên người ta thì có. Cái bố trí đại trận hồi sinh này không phải ta. Bốn tòa có muốn thú vì với nguyên lực của ngài. <laughs> Hãy cho một cầu không muốn thú. Ngươi nghĩ bốn tòa sẽ tin sao? Ta là võ thần. Ngũ hồi sinh khi ta đang khi ta đã chiến tử đã là đại bất kính với thần cách của ta. Lý danh nghĩa đệ nhất vua thần châu Đề sinh tử thần chiến với người Nếu như ngươi có thể đánh bại ta Ta sẽ trả lời tất cả những gì người muốn Nếu như chết ở trong thì ta Vậy thì những chuyện ngươi nói cũng không cần thiết nữa Đây là bốn tội tiếp nhận yêu cầu thần chiến của người Ý Thác nhật lòng nguyện Bởi kiếm lúc ta còn sống của người Trả lại cho người Đã qua nhiều lắm như vậy rồi Không ngờ vẫn còn có thể gặp lại người Tôi không rõ tại sao Long nguyện lại rơi vào tay của người Nhưng mà trả lại điện cấp thần ký này cho ta Chỉ dùng thanh kiếm ngân tụ từ đã Ngư tự tin tự lực bản thân như vậy sao Nếu là chiến thần Thì tất nhiên là phải công bằng Ngư và tính lại gồng lầu thân lực chú hợp phục và thời đến phòng Để cho ngư dùng vũ khí Từng sử dụng coi như là bù đắp Cách biệt rồi Tươi đi Được ngon cuồng Người cũng không đáng ghét làm gì Vậy để cho ta xem thử thực lực của người như thế nào Liệu có mạnh như võ mộng của người hay không Tây cầm tạo vật linh khí Có thể đỡ được lòng nguyện Và những người mạnh hơn Cái đám cấu tật xâm lược nằm đó nhiều Tiếp Trần lông cổ gió Thiên thương Quận diễm Trì nham nghe lệnh Quỳ nhất Hãy chỉ là phàm vật nhỏ bé mà lại có thể cản được thần bình chi ý của ta <laughs> nếu lời nằm đó thì những kẻ có thể đỡ được một kích này của ta khắp chư thiền vạn thần chỉ có mấy người mà còn là lựa chọn không tránh phòng màng chiến diện đối đầu với thời đầu thời có thể tránh được điểm chí mạng của bản thân, toàn thân rút lui trước đồng của ta. Người là người đầu tiên. Không hối danh là vô thần mạnh nhất thần châu là ta đã suy ý rồi. Tiếp theo, lo hiệp thứ hai nè. Trư thiên tấn sự vũ trà, nghi thiền. khu lâu dần kích. Khi thức thay đổi rồi. Nói như núi lên áp băng nỉ như là đầm nước lạnh không thể đấy. Vậy thì bây giờ chính là sống thật. Có thể sẽ tàn mọi thứ. Thú vị. Vũ khí không nhìn thấy thì từ bà đồng linh khí có thể thấy binh khí loại dài. Chưa thích. Ấn lòng không thể nhìn thấy vũ trang thánh sự. Thường côn. kích hay là trường thủ. Tới tất cầm chính là thiền cù lộ bằng kích. Trong thất đài thiền khí tuy chỉ là vật vô phỏng nhưng có thể đặc tính là phá diệt tất cả thủ pháp phòng người của thể gian. hiếm khi gặp được thần khí chiến khiến cho ta không thể nhìn thấu chính thể người giết người vô hình ngươi lại từ bảo giờ tính mình khí cho ta biết bốn tôi làm việc trước giờ hoàng minh lỗi lạc võ khí không thể nhìn thấy vốn thì chẳng phải ý của ta nếu đã là thần chiến vậy thì tất nhiên và đảm bảo công bằng về mặt tin tức Nội cho người Cái loại hình bình khí Cũng chỉ là để cho người có chuẩn bị mà thôi Hay cho một cầu quang minh lỗi lạc Dây thì tới đi Đang chết so với bằng nãy Hoàn toàn không cùng đẳng cấp không cùng một đoạn cấp. Chân lông của vỏ. phỉ dưới trám. Chí hồi sinh được một lúc mà đã hồi phục tới trình độ này. Ngưng mạnh hơn mấy phần so với dự tính của ta rồi. <laughs> không hề bị thương đấy mới là bộ dạng người nghiêm túc sao tiểu tử chân hồn lục thức trần lông của gió thiên hoàng lùi sát đó là tôn thượng gặp cường địch rồi sao kết thúc rồi giờ tôi ước định <laughs> trận hỗn chiến hôm nay là ta thua rồi hết tâm thế giới vò đồ ngay khác để ta quay lại trạng thái định phòng thì nhất định sẽ báo mối thù hôm nay tiêu sự lão dạ ta tà tới tới cửa hàng rồi tôn thượng xin lỗi tôn thượng thuốc hai đã tới trở rồi tôn thượng ngài bị thương rồi với thương người già tuổi không còn hoài lo lắng đã lên lại rồi kế địch có thể làm tôn thượng bị thương tên đó đã bị tiêu diệt rồi chưa? Tôi đã dẫn bà hạt tầm của võ hồ giới, đã hắn chạy rồi. Bây giờ tôi sẽ đi bắt hắn về. Không cần nữa. Đi cho hắn đi đi. <laughs> Khoảng cách này cho đã cách xa tới dưới đó tiếp theo. Từng lòng đại nhân xin dừng bước Bọn ta đi đời Âu Hạ ứng Long đại nhân đã nhiều giờ. Khí tức cùng màn hoàng ngồi vật à, các ngươi lại. Màn hoàng, <laughs> không sai. Đối với ứng lông đại nhân mà nói bồn tà quá thật là người tới từ ngoại vật. Ta tin là hai cờ, phía này là một nì. Hai bồn tà thuộc A tự, cũng chính là thần vườn chí cao của mang Hoan bất vượt trong nhận thức của ngài, của đại nhân ngài. Có điều lần này, người có bồn tà tới không phải là bị hạ, mà là một tồn tại chỉ cả vô thường khác. Thần chủ muốn gặp ngài, thần sứ hại cờ và thần sứ mục ni. Thần chủ danh hiệu chứa từ nghiệp quà, lại dám gọi bằng cái tên này thần chủ mà người nói rất mà ư. <laughs> ứng lâu đại nhân. Ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi, thần chủ không phải là một danh hiệu, chỉ là cách gọi của chúng ta với nàng mà thôi. Ở chư thiên vạn giới này, còn mai có thể gọi thẳng tên thật của nàng đại nhân chỉ con biết chủ thượng là tồn tại vĩ đại nhất của chư thiên vạn giới là được ngài có thể sống lại cũng là do sắp xếp lấy do chủ thượng sắp xếp thì ra là các người các người đã sĩ dụng thân kết của ta khiến cho ta sống lập đi lập lại ở trần thế tôi này đáng chém khi ngài vẫn đừng là tôn sức ngài có thể là một vị thần nhân mạnh nhất hiện nay hiện nay kia bị thường để chứng minh sự mạnh mẽ của Ngài. Nhưng mà Ngài bây giờ đã trọng thường tôi quyết cảnh giới chứa chất hoàn toàn khôi phục. Ngài không phải là đối thủ của ta. Về Chỉ là một con chó dưới trướng người khác mà cũng dám hống hết trước mặt ta sao? À, ứng lông đại nhật, Ở xin đối với chú giận. Tên ngu ngốc một nì này, này chết còn đang tiếc thân chủ đại nhân sẽ không để tâm buồn ta vui mạo phạm thì mong muốn lòng đại nhân có thể cho một cơ hội để giải thích được ta cho ngươi cơ hội này nếu không ta khiến ta hài lòng thì nghi sức vừa rồi chính là cái kích cầu của người à được được à, cái đồ ngu si một ni này xí chút nữa thì hắn làm hỏng chuyện của chủ thường rồi nhưng mà cái chết của tên này cũng không tính là không có giá trị ít nhất có thể chắc chắc vì ức lông này ít nhất cũng phải tồn tại các bậc thần vương. Mỹ trọng thường yếu tới mức này còn có thể trồng nhị mắt, rút kiếp, miễu sát một nì, không muốn danh lờ vị thần duy nhất có thể sống sót trồng Tây Môn Đạo tôn trong lịch sử. Ở à năm nay vì đỡ khiến cho ứng long đại nhân quay lại cho thiên vàng giới, thì bọn ta đã dốc hết sức vô số tài nguyên của tu giới. Vũ hộ hôm nay cuối cùng cũng là đại công cáo thành, không dễ dàng tí đã bỏ ra một hàng vật vũ hộ. Nhưng tất cả chuyện này được xứng đáng. Ân ừ, lòng đại nhân chỉ là truyền kỳ. Là bí bảo mà những hồ nhân để lại từ thời đại viên của cho chúng ta. Ta giữ lại một mạng của người. Không phải đã nghe người nói lời thừa thải đó. Của người. chờ tới của các người. Vị thần chủ đất. Tìm ta rút cuộc lại có ý gì. Chú tượng hy vọng ân lòng đại nhân. Có thể gia nhập vào nhóm của ông ta. Và trở thành một thành viên của thiên ngoại vật bọn họ. Trước khi đi, Chú thượng đặc biệt dặn dò cậu ta chuyển lời cho ứng lòng đại nhân. Chỉ còn đại nhân nghĩ gia nhập. Không có thủ ta là thần hộ giới của thần châu giới. Nếu như thần châu đã không còn thì ta cũng không quyết định sống ở dưới mái nhà của người khác. Giờ nhập bất cứ một phế lần nào cả. À ứng lòng đại nhân, à, con đã. Ừ, người cũng muốn chết ở à, ứng lòng đại nhận xin đừng nóng vội lần này tại hạ có mang khẩu dụ của chủ thượng tương thế và cần giới tục giảm của ứng đại nhân đối với chủ thượng mà nói đây là chuyện nhỏ chỉ còn chỉ tới chi cao thường làm khách thì bất luận có gia nhập hay không thì những vấn đề này bọn ta đều có thể giải quyết thấy cho ngài nếu như đại nhân chịu gia nhập chủ thượng hứa sẽ tổ mạng nguyện vọng ở trong lòng ngài nực cười Ta chết đi bao nhiêu năm sớm đã không thuộc vào thời đại này. Đây, con gì đó ước hả? Vậy ư? Ừ. Ta nghĩ ứng Long Đại nhận đã đánh giá thấp năng lực của chú thượng mới. Không thể hiểu được sự vĩ đại của nàng. Trước khi tới đây, Chú thượng cầu ta thấy mặt chuyện lợi với ứng Long Đại Nhật. Chỉ còn ngài gia nhập vào chúng ta. Thì ngài sẽ khiến cho thần chầu giới trong thời kỳ quý hoàng năm đó. Tới gì chư thiên. <laughs> <laughs> cái lỗi chuyện hoang đường như tái hiện thần châu này cũng dám lý ra rút nhục sao vậy tới ngược lại muốn xem thử vị thần chủ trong miệng các người rốt cuộc là tồn tại như thế nào dẫn đường đi ở ứng long đại nhân mời thì từ thôi thật sự đây người đông trúng rồi thời gian lùi lại lúc trước đạo tùng vào chiến vân lòng không dám thần thức của ân lòng tình hình cụ thể của như đại hiểu có người chỉ tiết vạn giới này vậy mà thật sự có người thử sửa trên từ lịch sử. Thật là quan đường mà. Rồi tiệt núi. Ta sống nhiều nói như vậy dựa vào nguyên lực của tín đồ mới. Có thể đảm bảo một tí thần thức không bị dập tắt. Người quấy rối ở đằng sau mà người muốn tìm còn biết chuyện. Nhưng mà trong đoạn ký ức mà người cho ta. Thì người khiến ta đợi nhất ngược lại là tiểu tự người. Người có thể thâm nhập vào không gian thần thức của ta Chứng minh cảnh giới của người cao hơn ta Nhưng ta không ngờ thực lực của người lại mạnh hơn trong tưởng tượng của ta Dựa vào sức một người chẳng nhiếp Chúng thần chịu thiện Dùng võ lực tầm già Điều định phòng chuyện phần tranh của chịu thiện Hai lần luân hồi kết thúc bằng việc Chịu thiện bị hí diệt So với người thì danh hiệu chiến thần này của ta thực sự là một trò cười Hay cho danh hiệu của một tiểu bối người Đừng có gọi là đạo tồn Đối thịnh là võ tồn đi Ưng lòng tiền bối nói đùa rồi Đạo tôn cũng được võ tồn cũng được Chàng hòa chỉ là hư danh mà thôi <laughs> Ta nói đùa với người Thần châu dối xa xúc Còn có thể sinh ra hậu vệ nhiều người Ta cảm thấy ăn uống vô cùng Ta rất vui <laughs> Đang tiếc Tiền bối cái gì nói thẳng Vậy thì ta nói thẳng Thì tự thôi à Sao người không xin sớm mấy chục vạn năm đi Trời ơi người có biết năm đó ta trong coi cái trường thiên môn rất nát đó Mệt biết bao nhiêu hay không Nên như có tỷ tử người ở đó Thì công thông chính cái lão già bọn ta Thì tần châu sẽ không bị tiêu diệt Cũng sẽ không thể giải thở Ôi thật sự mà chết tức ta mà À xin lỗi ứng lông tiền bối Trên trường người tí thôi Tỷ tử ngốc người xin lỗi cái gì chưa Ta chỉ là phát tiết một chút tiểu án niệm Tích lũy trong những năm nay Hắn vượt thần châu diệt thì diệt rồi. Ta và mấy lão già thì cũng vì cổ thành kia luôn cánh giữa tờ phục cuối cùng. Cô sinh mệnh, bọn ta đã gắn hết sức rồi. Trong chư thiền, có cái tính ngưỡng của ba tính thuộc thần châu giới. Khi chỉ ý thức của ta được bảo tồn. Nhưng ta, thân xác ở nơi khác sống được, không được thì cũng không hợp hoàn toàn cho đi. Nhưng năm nay, ta cũng chỉ có thể ở lại nơi này một mình Rảnh rủi thì huyễn hóa thần châu trong ký ức ra chơi cổ uống rượu với mấy người bạn già khi ấn trí thì có sát chút có lúc thì ta nghĩ đến nếu như ta có thể sống lại tập trung đủ thế giới thần và thần châu vứt ra rồi ghép lại với nhau ta cũng có thể tái hiện thần châu của năm đó không đáp án là không thể thần châu dù nằm đó tái hiện ở trước mặt ta Ta cũng sớm đã không còn phải là của ta của năm đó. Thời gian rồi đi tạo thành lịch sử. Tuy thay đổi trình tự lịch sử của dòng thời gian. Khiến cho một lượng lớn những người và thần linh không cùng thời đại xuất hiện. Ở thời đại không nên xuất hiện. Sẽ chỉ, chỉ khiến cho quá khứ và tương lai của vạn giới. Đi tới điểm kết thúc không thể cầu vãn. Vì nền cái hoạch của người vừa đối xuất ta đồng ý. Đi trong tuổi. Chúng ta ở ngồi sáng đến lão bất tử ở đời trước như ta làm nội ứng cho người. Lôi ra kẻ đứng sầu quấy. Phá sự hòa bình của chư thiền. Đào tồn 10.000 năm tuổi. Tập 144. Ta đồng ý kế hoạch của người. Để trong tuổi ta ngồi sáng. Để cho một lão bất tử thời đại trước như ta làm nội ứng. Tìm ra kẻ đứng sầu. Làm rối lộn hòa bình chư thiền. Nhưng mà... Tôi nói tỉ tử nhà người nhà Thật sự là muốn gỡ bỏ tất cả tục pháp phòng ngự và thần ký hộ thời để ta chém sao Hay là đôi chỗ Nếu như ta sơ ý chém chích người thì người có chịu nổi đầu sát thịt Là ta chứ không phải người Nếu như mà cớ quả đàn sầu Nhấn gì Cái đó có thể làm liên quan tới ta Với tiền tuyên bối có thể sát thường cho ta Tất nhiên Là sẽ gây sự chú ý từ hắn Tìm bối cố gắng dốc toàn lực ra Đoàn chí mạng với ta là được Tương thế thì nàng nhẹ vẫn bối sẽ tự không chế. Ờ, chưa có ai nói cho tiêu tử người rất ngông cụ sao? Cái này thì ta không có ấn tượng gì hết. Để thôi, chỉ còn suy đoán của người không sai. Thì qua tới bên đó thì ta chịu chuyển trời đạt tới những gì người thấy. Nghe thấy cho người. Nói ra thì một tiền bối như ta đi làm nội ứng. Thì đến trao đổi tiêu tử người vì giúp ta làm một việc cũng không quá đáng chứ. Tiền bối cứ nói. Đây là truyền thừa Không sai Cái giữa là nghịch lần của ta Hai cái cùng lại là truyền thừa huyết mạch của viêm hoàng gì đấy Người không phải là có đại đồ địa và hậu dựa của hoàng đế sao Bây giờ nàng ta chỉ huyết mạch Nhưng mà không thể thức tỉnh được sức mạnh trong huyết mạch Có cái này thì có thể Ta thức tỉnh truyền thừa của tiền tổ Cô nữa Tí tình nhân của người tên là gì nhỉ À đúng rồi trọng hoa Tiểu nhớ đầu kia là hậu nhân của viêm đế, giao cái này cho nàng ta đi. Ừ, lòng tiền bối à, trọng hóa không phải là tình nhân của ta. Ây cha cái này không quan trọng, là người của ngươi là được rồi. Vậy nghịch luân tiền bối, đó chính là chuyện Ta cần người giúp. Miếng nghịch luân này không chỉ là bộ phận của cơ thể ta, mà còn là thần cách, thần chi viện cổ của ta. Người với thấy ta tìm được một tiểu lòng cốt phẩm tính lương thiện, linh trí không tệ, trong cái nhân hoàng giới ma tiểu đồ địa của người quản chuyến đi này có quá nhiều biên cố chưa rõ nếu như thuận lợi có thể tìm việc kẻ đứng sầu làm loạn dòng chảy thời gian bình an quay về ta sẽ đến toàn chi vậy nếu như không về được thì vậy thì người phải nhận nó làm đồ địa giao miếng nghịch lân này cho nó để cho nó cứ thừa nguyên lực nhậm chất ứng long đời tiếp theo nhân hoàng giới đại đồ địa của người Chân quán cũng là một bộ phận của thần châu năm đó. Ta, thân là thần thủ hộ của thần châu vũ lực đã ở bên ngoài, lưu lạc qua lâu rồi. Nếu như được lựa chọn, thì ta hy vọng, lần này cho dù sống hay chết, thì đâu có thể lá rụng vừa cõi. Vận bối đồng ý với ngài, nhưng mà Vận bối dù sao cũng là nhân tộc, truyền nhân của tiền bối. Ta nghĩ vẫn nên là để cho tiền bối đế thần quay về chỉ dạy, sẽ thỏa đáng hơn. Dân mộng trạch, Ý yeah. da ta không xong rồi tiên bối Trong tiên bối à Những kiến thức ta dạy cho người Đâu trả lại cho ta hết rồi sao Vô kiếm lung tung như vậy Đối với chiến trường thì người đã chết trăm ngàn lần rồi Đạo học cũng được Nhưng mà đầu ấu thì cũng kịp Trên con đường kiếm đạo Kỹ xảo chi thức đều là thứ yếu Quan trọng là tầm cảnh Tập niệm của người không đúng Nên nói là tầm nhận của người quá nhiều Người chưa từng tin tưởng thành kiếm trong tay của người Có thể chết người được kẻ địch Tâm cảnh, tính cách Còn có khả năng khống chế nhục thể của bản thân Nữa Mấy ngày này coi như ta hiểu rồi Nhưng mà không chỉ đạo kiếm Mà người căn bản là không thích hợp được tù luyện Bất kỳ một vũ khí nào cả Ở à, anh trước kia sư phụ Cũng có nói như vậy Người nói là còn còn có tiền phú kiếm đạo như nhì tỷ à, Cho nên không gì ta thì ra không chỉ có kiếm đạo mà tất cả vũ khí anh ta đều không dùng được. nên như không có tiền phú, vậy thì anh ta vẫn nên từ bỏ thì hơn. Cảm ơn trọng họ tiền bối. Biết rõ bản thân, ta không có tiền phú nhưng mà vẫn đồng ý về ta kiếm thuật. từ gì đi, ta vừa nghĩ được mấy cái gì tôi khá thích hợp với kiến thức của người. Hả? Nhưng mà... Không có tiền phú không có nghĩa là không thể học. À dạ, không vậy thì ta vậy người. Bắt đầu từ hôm nay, không chỉ kiếm đạo mà các loại vũ khí khác ta đều sẽ dạy cho ngươi. Ngươi phải học tới cái trình độ mà vận dụng như là cách ngươi dùng trọng pháp và ngự khí. Ở à, trong tiền bối hạ ngươi kiếm ra, thì ngươi còn biết dùng vũ khí khác. Đương nhiên, tuy ta chủ tù hỏa đạo và kiếm đạo, nhưng vì ứng phó với kỳ địch khác nhau, nên chiến đấu khác nhau, nên rất là nhiều chiêu thức và pháp môn của môn phái ta đều có học qua. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, bài tập tiếp theo suy nghiêm khác hơn trước đó nhiều. Ừ, ta chỉ cố gắng, tân huyền cả ngươi là hiểu sâu. Ừ, ban đầu thì nó bị cái quá gì mà lấy đồ học kiếm đầu như vậy chứ. Rõ ràng là sư phụ không mơ đầy, có thể lén lời biến mấy ngày mà. Lúc này nhị sư tỷ đã nghỉ người. Đời sư tỷ thì đàn trong kỳ nghỉ bị ép tăng cả xử lý chính vụ. Đừng có chuyện nghĩ ta kiếm mà trồng tay ta. Đừng có nhìn chuyển động cơ thể của ta. Căn cứ vào động tác của ta. Để đưa ra dự đoán tương ứng. Vì ta nhìn rồi. Ta vẫn luôn nhìn người của tiền bối. Nhìn người ta làm cái gì? Người nên chú ý bước đi chuyển động của ta. Nhìn nó biết chưa. Một cô gái tầm mình rảnh rối tim thầy vậy thơm đây. À. Ừ. mà mà không nhìn nói nữa rồi mà mà số người lại ra đi. <laughs> Chính là nữ nhân túi nhà người bắt nạt Tiểu Huyền ca nhà ta có đúng không? Linh khí này có là thần tướng. Ông xài Tiểu Huyền ca là con gái của ta, túi nghiệp hòa chúng ta vốn không chiêu múa đạo kiếm cái gì đó rồi. Hơn nữa đạo thường kiếm bích kiếm kích này ta đều biết một chút. Nữ nhân xấu xa, ngươi đừng nói là bắt Ta bắt nạt người nhé, Thuốc pháp ta còn biết dùng. Vậy thì dùng kiếm viết đối với người đi. Nói như người thua rồi, sau này không được dày hừ tuy hiền ca của ta nữa. Thú gì? Thân tướng có nhận cách, đây là lần đầu ta thấy đó. Rõ ràng chỉ có khí tức linh lực của thì nhận cảnh, nhưng lại khiến cho ta cảm giác được, cảm giác uy hiếp xem ra. Ta cũng nên nghiêm túc rồi. Tiêu dò chiều rồi, mà ma với chồng ngồi chìm bối sắp ánh nhau rồi. À, cho dù là dùng không dùng thuật pháp bôn mộng chạch cũng xỉa. Tiếc à, cô nhìn cho kỳ đây. Mama sẽ dạy con cái gì gọi là kiếm đạo. Cứ xong qua đây. Ui, trận đấu giữa mà mà và chống hết tiền bối. Ta còn tưởng là sẽ là một trận huyết chiến lâu dài chứ. Không ngờ, trong giấy mắt đã. Mà mà, người tôi cũng nhanh quá rồi đó. À, nữ nhân này quá mạnh rồi. Mà mà đánh ông lại. Con phải theo người ta hoàn hành cho tốt đó, tránh thủ học hết kiến thuật của cô ta. Sau này báo tụi cho mama, mama quay về trước đi ha. Dừng lại. Sức mạnh nhục thần hai màu từ các người cũng quá yếu rồi đây. Nếu như gặp tình huống cần còn chiến, trừ bỏ chạy và để chết thì các người căn bản không có sức đền trả. Một người là vậy mà hai người cũng là vậy. Ở lại công tốt luyện luôn đi. Hả? tại sao? ngay cả ta cũng... Nhục thể của người còn yếu hơn cả con gái của người nữa. Vậy là với kế hoạch luyện tập đã bị thùi. Ý, ở dừng tay đừng mà bảo ra kiếm cái cạp, mama. Hả, một, bốn, ta ra kiếp cây cả mau cấm mà mà. Thì bối hợp người đi đã. Tâm mô 45. Điếp gà cứu ta. Mà mà. Ui cha. Mà mà tiên bối cẩn thận. Đây là do bình thường quá ít rèn luyện cơ thể nên mới dẫn tới bước đi không vững đó. Chị, chị nhỏ ấy. Ừ. Ừ. Mấy người đang làm cái gì vậy À dạ à, tiền trình cứu ta Sư phụ Dạ Quỳ nặng quá Chuyện đã giải quyết xong rồi Ừ Đợi lâu rồi Còn lâu 3.000 năm ta còn đợi được Thế này thì đó là gì Theo ta Được Cho nên tất cả những gì xảy ra giữa ta và cô, ngay cả sự tồn tại của ta, đều chỉ là biến số do dòng chảy thời gian dần tới. Cô vẫn còn nhớ người ta truyền tống về chưa? Bên thành quận, hắn có liên quan gì sao? Người, ngươi là phụ quân của phía diệm thánh quận Trọng Hòa Trật Trân Giả. Hắn cũng nhận ra ta ngay từ quận khác đầu tiên, nhưng mà rất nhanh. Hắn cũng mất đi tất cả ký ức về ta. Ờ, ngươi, ngươi lại. Từ đó ta đã hiểu, ta trong nghĩa của cô chỉ là huyến tượng thần và biến số trên người cô, cụ thở hóa ra thùy. Đối với ta mà nói, thì Quỳnh là á dạ của ta. Tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đều là thật. Sao Quỳnh có thể chắc chắn là biên số nhà ta, mà không thể là Quỳnh? Ta cũng là biến số, nhưng tình hình của hai ta khác nhau. Năm đó, lúc ta nhất đạo đầy thành, trơn già tồn tại ở tất cả thời gian bình hành đã quay về bạn ngã từ đó ta đã siêu thoát khỏi luân hồi thời gian tam đại tam giới lục đạo ta có thể xuyên không vào thời không bình hành tùy ý dưới sự điều kiện không ảnh hưởng của lịch sử nhưng mà cũng không nhưng mà cũng đồng dạng không thuộc vào thời đại nào đó ta chưa tất cả ký ức tròn dạ trong tất cả thế giới vào thời không nhưng mà trừ bản ngã của ta thì trần giả trong lịch sử và thế giới đâu không có ký ức liên quan tới cô. Hay nơi cái khác, thì trong bất kỳ thế giới nào, thì cô và ta một khác kết tốc thành phù thể là không tồn tại. Cô chỉ tồn tại trong ký ức bản ngã. Năm đó, chồng hòa trong ký ức của ta là trúng hoàng ách tối hồn, chú toàn hồn câu diệt, không có khả năng hồi sinh. Nhưng mà bây giờ, không biết vì nguyên nhân gì mà có lẽ là vì ta tới vào thời gian này Họ là vì dòng chảy thời gian không ngừng có lỗ hỏng Chứ dù là cái sữa Bởi túi nghiệt tiền tồn Thì vẫn sinh ra một sai sót Không thể nào dự liệu Mới khiến cho cô tới thời đại này Nhất thời thì ta Biết cô rất khó để chấp nhận Nhưng mà quá khứ trong ký ức của các cô giữa ta Cuối cùng cũng chỉ là sở hợp do biến cố sinh ra Biến số Tất cả chỉ là biến số À dạ, ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Quỳnh phải trả lời tôi cho ta. Mời nói, Quỳnh năm đó có từng thích ta. Dùng thích thì hình dung không tồi đàn gì lắm. Cô vợ ta biết tài hòa tuy diễm là thiên kiếm chiều nữ thế nhận công nhận. Mà ta lúc đó chỉ là một tán tù non nước. Vì chúng ta có gần cách địa vị xài nhau đối với cô ta càng là ngưỡng mộ hơn. Ta và cô, còn có mấy vị cố hữu tổ hợp thành đồng, mình tu đạo luyện lên luyện vạn giới, có chỉ điểm cho ta rất nhiều. Trong một lần lịch luyện thì chúng ta gặp phục kích, vỡ hồn hồ giới. Vì yếm hộ chúng ta mà cô vẫn là ở tròn chiến đó, nhiều năm sau, ta từng nuôi hy vọng, xông vào diềm là điện trưởng quán luân hội nhưng mà cũng không thể tìm thấy linh hồn của cô. Ta hiểu ý của cô ban đầu. Ta vì chấn đạo sớm đã các đức thất tình dục đục. Một mình nhiều năm sau, ta cũng không còn suy nghĩ tìm đạo lữ. Xin lỗi, ta không phải là trần già trong ký ức của cô. Trần hòa, Những chuyện ta vừa nói. Ta hiểu, nhưng mà với huynh mà nói ta trần hòa chỉ là quá khứ bụi trần năm đó. Nhưng đối với ta, Quỳnh vẫn là á dạ cùng ta định ước chung thân. Tất cả xảy ra giữa chúng ta chỉ là biến số do hỗn độn thời không gây ra. Kết quả này ta không thể chấp nhận. Nhưng chỉ cần Quỳnh nói thì ta sẽ tin. Quỳnh không có ý lừa gạt ta không phải sao. Vậy tiếp theo Quỳnh có muốn xử lý biến số không nên tồn tại này là ta ra sao? Từ phản ứng của thuộc hạ cô đối với ta thì biến số giữa chúng ta đã tạo thành hình ảnh hưởng chưa rõ Phạm vi sẽ theo bức xạ Di chuyển vào thời gian sẽ, sẽ ngày càng rộng Theo lý mà nói Thì số bỏ tồn bộ ký ức của cô Về ta lựa chọn tốt nhất Nhưng mà như vậy Các khả năng tồn tại của cô Cũng sẽ theo đó mà biến mất Cho nên ta không có ý làm vậy Ta đồng ý hai đủ địa bà ngày sau Sẽ dẫn huyền ca về tù hợp với chúng Tính chính là thời gian ở đây Thì còn có hai tuần nữa biến số giữa chúng ta ta sẽ tìm cách giải quyết Được rồi thời gian này ta sẽ tạm thời đây để quên tiểu sư ừ? đâu giờ hả à, sao lại thành ra thế này vậy Trên đó thu nhận tiểu hồ ly làm đồ đệ vượt cấp dùng quyền hạn hệ thống dẫn tới khả năng tổn tổ hại công thơm Lưu đối phó với ấn lòng Linh lực lão già vừa quá cực hạn tôi có thể chịu đựng được. Có lẽ chỉ có đợi lần sau thăng cấp thì trạng thái này mới có tới hội phục thôi. Lão già điểm tính sự không phải đã dùng hết rồi sao? Vô lượng, có tâm đồ lấy một ít thiên địa lên càng hiếm, có bộ dưỡng gần đây. Chọn ra một y cho ta. Dừng. Lão già nghe đi là Trước đó ta đã chú ý tới rồi, cửa hàng ở thống ngồi chức năng mua còn có chức năng bán. Ta nghĩ là có thể dùng một số pháp khí lên càng để đổi lấy điểm thanh sự. Như vậy thì số điểm thanh sự này có lẽ đủ cho người tăng cấp rồi. Điểm thanh sự còn lại là một triệu. Ôi trời trời, còn có thao tác như vậy nữa sao? Ở thông tin sư này lão già người cũng rõ hơn cả ta nữa. Nhưng mà vừa nãy lão già ném nhiều thiên địa lên càng hiếm có vào đó như vậy. Nhưng từ đó nhất định là đều là bạo bộ bối vị giả đó Có đổi thành điểm thánh sự như vậy Vật người thân mà thôi Nếu như cái cấp mãi trạng thái này Ta không yên tâm thu nhận đồ đệ được đâu à, chuyện không thể chăm trở Đi sớm về sớm À vậy thời gian tiểu sự không ở đây Lão già phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó Tăng cấp xong tiểu sự sẽ nhanh chóng Quay về bên cạnh lão già Lão già phải nhớ ta đó Ừ cố lên Bên thời không thiên ngoại vật Xem ra người rất thích món quà ta đã chuẩn bị Trần dạ Hệ thống tính sự chưa thiên đang thăng cấp Không muốn ta phi công kiếm người Trong dòng chảy thời gian lịch sử Chú thượng à Người đã đưa về rồi à Chỉ là Chỉ là cái gì Sau khi thân quân bờ hạ bị cái chết của thần này Thì đại nội chẳng đứng lông đài nhận ở cùng gian ngồi bực chiến đấu một tròn vì ngày ấy Ồ, kích quá rồi sao thần vương bị hạ anh thức bài đàn tiết ta đã ăn bài thần chi chuyên sở hữu trường y thuật chúa chúa trị thương cho hai người họ rõ tốt không hữu là thần mình mạnh nhất để thứ hai có thể chạy thoát từ tay của đào tuôn sắp xếp thỏa đáng chừng lòng thì cho hắn đại ngộ cấp bậc chủ thần đời thương tế hồi phục thì câu hắn tới gặp ta dân chủ thượng thân là đệ nhất thần chư thiên cái tiêu gì biến số lại đường tì ra với biến số của mình đạo tôn đại nhân tùng kính à ngài nói dối rồi đi từ đầu tới cuối ngài căn bản không hờ hoàn toàn số bỏ tình cảm của bản thường nhưng mà như vậy cũng tốt không bằng núi là đây mới là kết quả ta muốn nhìn thấy nếu như ngài thật sự tuy tình tách biệt với đời Ta thực sự là hết cách lấy đầu ngài rồi. Bây giờ thời còn đã chín mùi. Để cho hối tiếc mất rồi. Cố lại rồi lại biến mất lần nữa. Trở thành mũi tên xuyên vào trái tim của ngài đi. Vân mộng trạch lúc này. Biến số. Ở giờ hở. Ê. Lần này nhất định sẽ đàm trúng. Ý. Ý da. Chồng họ tìm bối à người phạm quý rồi Là người quá sĩ thôi Trong đối kháng sinh tử không mạng cho binh khí và rành Trừ đó không phải người nói như vậy sao Nhân kiếm hợp nhất Kiếm tùy tam động gì đó Lý thuyết thì là lý thuyết Nhưng trong thực chiến Mỗi một bộ phận của cơ thể đều phải rèn luyện Thanh vũ khí Có thể phản kết bất cứ lúc nào Bị tập vật ngã dễ dàng như vậy Còn không phải là vì sức mạnh cơ thể của người quá yếu hay sao Muốn đến bài ta Tiêu hòa Yêu người còn kém lắm Ui đầu lưng gãy lưng rồi Đáng ghét Con tướng liên tập lâu như vậy Chút nữa là có thể chậm được rồi cơ chứ Từ lần đó trở đi Đã qua mấy ngày rồi Mã giờ vẫn chưa ra ngoài Hình ý đã tìm cách để giải quyết chiều đây Nơi như tới cuối cùng Chỉ có còn cách số bởi ký ức ta như vậy không giống tác phong trước đây của ngài đối lại là ngài trước đây sớm đã xóa bổ hốt của ta rồi Tâm đồ nó cũng sai trở thành sư phụ của mấy nhóc kia đã ảnh hưởng tới ngài qua lớn nói như ngài hội kiến của ta thì cách giải quyết tốt nhất là so bỏ ghế của cô ta như vậy thì mới có thể so bỏ tất cả mọi biên số do cô ấy vừa ngài không tồn tại dần tới ngay rõ ngày hết, cô ta không nên tồn tại thế giới này. Nếu như vấn đề về biển số liên quan tới ngài, thì kéo dài ở chư thiền vạn giới. Vậy không chỉ đơn giản là một đồn tình cảm nữa. Ta hiểu, nhưng mà bây giờ vấn đề của trọng hòa cũng không phải là hết cách. Ngài muốn... Còn được, chuyện này không liên quan tới bổ nguyện của ngài, tôi tuyệt đối không đồng ý. Nếu nhân này quan trọng với ngài như vậy sao? Không liên quan tới quan trọng hay không, Cô ấy không phải là trọng hòa chồng nghĩa của ta. Ta cũng không phải là trần già của quỷ. Điều này ta biết rõ. Chồng hòa là vì biến số. Nhưng mà đây vẫn vốn không phải là ý của quỷ. Ta muốn giữ cô ấy lại là một tồn tại bình thường dưới tiên đề là lùi bỏ biến số. Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sư phụ, sư phụ à. Ừ, sao vậy? À, <laughs> sư phụ à. Người mau quay về cái căn nhà đó đi trong hồ tiền bối có chuyện rồi vừa nãy lúc tiền bối vậy còn rất tốt trước lúc quay về nhà gỗ đột nhiên cô ấy mất đi ý thức ngã xuống có thể là cũng bắt đầu tàn biến luôn mẫu thần đã dùng sức mạnh phát tách thời gian dung thời gian lại nhưng mà tiền bối để ta xác nhận tình hình cho đã 147 đang ghét sẽ không dừng lại được Đi ta đi Mọi người ra ngoài đi Dương tiên sinh Trong hóa tiền bội à Thật sự không sao chứ Tình hình của cô ấy có vẻ như còn đơn giản là bị thương đầu mà nè Yên tâm đi Tiên sinh đã tới rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu Con còn còn không tiên sư phụ của mình sao Nhớ đầu ngốc à Cũng phải có sư phụ nhất định sẽ tốt lên thôi. Ngay cả ngân động thời gian cũng không thể ngang sản, ngăn cản được sự tàn biến của cô nương tóc đỏ kia. Giống như là vị trí thế giới xóa bỏ vậy, thì sinh người ấy sẽ có cách sao? Tân hồn và nhục thần đã tàn biến được một phần ba rồi. Cho dù là sức mạnh của ngài chống đỡ thì cũng không thể nào nghịch chuyển được sự tàn biến. Sao lại như vậy chứ? Dòng chỉ thừa dàng bản năng từ hồi phục. Có lẽ sự hồi phục của lịch sử đã chạm tới biên số của trọng hòa và bắt đầu thay đổi sự tồn tại của cô ấy rồi. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại là phải chặt quấy một căn bản sinh tồn và rời tay từ ký ức của cô ấy thôi. Còn còn bao lâu nữa? Tâm đồ cùng luôn đang đợi lệnh ở tiêu thế giới. Tái quanh ba bà, bọn dù vạn giới nhiều năm, hành tung thần bị trái người bà ấy. Lại có để lại tội đồ trước đó do tôi gắn lên. Tôi đã cô hoàng cũ đi tìm bậy, có lẽ rất nhanh sẽ liên hệ được thôi. Ngài muốn cứu của ấy còn được. Để tôi thấy Ngài nhập trọn. Còn được. Biến số. Cố trọng hòa ở ta. Chỉ có ta mới có thể tạo nên thiên mệnh cách của cô ấy. Hơn nữa. Với tương cấu của người chưa gọi hẳn. Ta không thể để cho người đi mạo hiểm được. Ta còn tự mạo hiểm vậy Ngài có thể sao Bổn nghĩa của Ngài nếu như vì vậy mà bị thường thì tương lai nếu như có tai họa diệt giới nó tới nữa thì vạn giới này không có ai có thể chống áp trừ thiện mang thiên kia nữa. Ta sẽ hành sự cẩn thận. Đây là vấn đề cẩn thận hay không sao? Một khi nhậm trọn thần hồn và nhục thế của Ngài hoàn toàn tách ra. Đó là lúc Ngài yêu nhất. Nếu như có người nhân cơ hội này... Đây rồi, chuyện sau khi nhập trọn nhờ cả vào người, Ôi cái tính quyết định rồi Thì nhất định phải làm cho bạn được này của ngài Mấy chục dạng năm rồi mà vẫn cứ như vậy à Vì ăn chết đi được Đây rồi dù sao thì ta cũng không khi nổi ngài Ngài chuyên tâm cốt người của ngài đi Những chuyện khác thì cứ để tôi giải quyết Đây rồi tôi biết rồi Tới quanh bà bà Đã quay về từ thế giới trở lên Giờ bắt đầu đi Yên ca thời nguyệt Tối nghiệp thần thụ thuật ú bế thời không tớ nguyệt hoàng bi pháp không huyền thời đình sông trận dũng hợp linh diệu truyền tống khởi động thần khí tam đồ xuyên phong thần khí cùng luân kính ý dạ ai à, vài, cuối cùng cũng kịp rồi thần khí thái hoàng thu sơn lệnh Tốt tình đi Nghe được Tham kiếm tôn thượng Thần khí thành hư ngơ đường vũ y Cốt tam thành Luân hồi thiên sinh tròn Rõ Ngân thần tâm hồn thật phách Tam đủ linh hồn Chi thần khí Vân quần tính mệnh song toàn Thái hoành Lâm mệnh luân chi thần khí Khát thủ đạo thở mạch cũ Nguyên đường vĩnh cổ chi thần khí Di mộng tam thành trường tồn Là công lung huyện mộng chi thần khí ừ. Dạ ừ. Tôi đi rồi về quay về đào tôn khi trẻ À vô tính nhanh đấy hả sao có nói chuyện nữa chắc không phải vì giờ ngốc rồi đi chứ yên tâm đi đám sinh ta kia đã bị ta diệt hết rồi đã không sao nữa rồi người phải cảm ơn bổn tỷ thư thừa... cho tốt đấy biết chưa như bộ dạng đánh nát thì của người trên người cũng không có lệnh bài tông môn gì có lẽ chỉ là một tỷ tán từ bốn tỷ thư nhìn ngươi thuận mắt lắm sau này Người đi theo ta là người hầu đi Người hầu Người không phải là biết nói chuyện sao Rất tốt Sau này người chính là người hầu của bọn thị thư À đúng rồi Ta là Trọng Hoa Người tên là gì vậy Hả người hầu Tại vần mộng trạch Ý da Chứ dù có sự giúp đỡ của mà ma. Mà vẫn tiêu hao lên lực quá à lớn Có tiếp tục như vậy duy trì trọn pháp không được phần tâm vấn đề linh lực của giai cho ta lương hồi thì diện đại trọn là thủ thức dùng bốn nghi sư phụ người tạo nên lỡ như trong trận này xảy ra vấn đề ngoại muốn trọn pháp ngưng động thời gian ngươi chính là tân bảo hiểm cuối cùng ta, ta, nhất định sẽ duy trì trọn pháp vô đường tỷ thế nào rồi theo như phong phó của tỷ xích luyện thiên đồng thiên khu tứ trúc bốn vị tỷ tỷ đều đã mang theo một phần lý khí linh và thân thú hồi chiến đấu trước mắt thì đang ở xung quanh tối nghiệt giới cánh trận còn những người đến du lịch bên ngoài đã triệu tập quay về thì thế giới đại lệnh người tới đại hoang hồ nhiệt sơn nói với vị kia về chuyện ở đây tiêu giờ thiên tôn sao ừ vâng vã người đi một chuyến rồi không sao nên làm mà ta đi đây. Lương hồi thiền sinh huyện cảnh Nơi này là khu vực mà hoàng hậu lãnh nhất phía nam Thương cổ giới Là nơi lưu đầy tội nhân của các quốc gia Cho nên Nơi này có rất nhiều kiểu như là sơn tạc cả thứ Còn có không ít Tờ tu cũng ở đây tu hành Mà tiêu đạo sĩ à Người trên người không có chút khi linh nào Cũng may mà gặp được bọn thi thử nếu không Thì đừng nói là cường tạc chỉ là yêu tố bình thường Cũng có thể nuốt chửng người rồi đó Thì đó là như vậy Đó chính là cuộc gặp gỡ với mình Trong ký ức biến số của trọng hoa sao nhẫu thân này không có kinh mạch đồng nghĩa Không có tu hành Chẳng trách người thượng cổ dưới Gọi gọi mình là phế nhân phải sát lặp lại từ tồn tại Của trọng hòa lần nữa Tồn tại của thế giới này là một chút Nếu như lũ mắn can thiệp vào Có lẽ sẽ phản tác dụng Tạm thời cứ quan sát Số phát triển theo ký ức của cô ấy đi Nè 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 Từ nãy tới giờ ngươi cứ im lặng còn núi Đang nghĩ cái gì vậy À đúng rồi Ngươi cho nói cho ta tên của người nhỉ Hả trần Tên già Trần già ừ, Vậy sau này ta gọi người là á già nhỉ Mà Hử, ừ, Ngươi là cái gì vậy Nè cười cho bổn tiêu thự một cá xem Vậy mới đúng chữ Rõ ràng đẹp trai mà cứ trưng cái mồ mặt u rủ ra như vậy Ta nói nè ai dạ Vừa nãy trước ta Nói tên ta là Trọng Hoa Ngươi có vẻ không có phản ứng gì Thật sự không biết tại sao Hôm nay là lần đầu gặp Chúng ta gặp nhau Tại sao lại cho rằng ta quen biết tiểu thư Xem ra tông môn của người thật sự là ẩn thế quá nhiều năm rồi Nhưng mà nếu nhiều người không muốn nói Thì ta cũng không miệng cuộn Tông môn của ta có mạng thế sự hay không Với việc quen biết giữa chúng ta có liên quan gì Ừ. Nó đã là người hầu. Vậy thì có một số chuyện ta vẫn nói rõ cho người thì hơn. Bốn tiêu thừa ở thượng cổ giới cũng coi như là cái chút danh tiếng. Ồ. Trương Gia ta là hậu vợ của viêm đế nhất mạch của thần châu giới thượng cổ. Cha của ta là thanh chủ dương viêm thành. Một trong tam đại thành cận cường giả thời thượng cổ. Mà ta chính là thời người có huyết mạch thần huyết nhất tiếp cận với viêm đế. Bốn tứ thừa hiện tại cũng là một số hai trên bản thành phần lớp trẻ thời thường cô giới cũng lên nữ tử duy nhất trên bản đấy chứ đầy 20 tuổi đã là quý tàn cảnh cường giả rồi cách đột phá tiên nhân cảnh còn một bước thôi tháng... nói như vậy người có hiểu rồi hả 20 quý tàn cảnh à, không phải là người không phải nên có phản ứng đó chứ à khen người yêu à giỏi quá giỏi quá nên như tiểu thừa thân bồ tôn quý như vậy Sao lại xuất hiện ở nơi loạn lạc như vậy Cái này à Là cha ta sắp sớp đó Hai năm trước có hai vị quần quần của thường cổ giới và sát đại đế Và cựu môn thánh hòa Phó chứ giả tiền cha Sau đó thì chắc ta liền sắp sớp Ta tới đây lịch luyện Câu thử là nguyên nhân gì thì ông ấy cũng không nói Ông ấy cầu ta đột phá tiếng nhân cạnh rồi về Tùy trà và hai vị huynh trưởng đều không núi nhưng mà ta có thể đón được là cục thế tượng cổ giới xuất hiện biến động cha con ta nhanh chóng trưởng thành yên tâm đi chứ tới nửa năm nữa là ta đột phá thiên nhân cảnh rồi từ lúc đó lại đưa ngươi cùng quay về đại cụ của nhà ta với người hầu cũng nổi tiếng ở thượng giới cổ đó chỉ còn người hầu hòa à bổn tốt bổn tiểu thư cho tốt thì ta sẽ không bà đại người ờ à, ta suy nghĩ chút chính lực của ta có đúng không? nó tu sĩ tóc đỏ trẻ tuổi quý tân cảnh. Ừ, không sai đâu. Trước thì đã, ta đã rất muốn hỏi người rồi. Sao tới người của người không có chút linh lực nào vậy? Người tu luyện bị pháp ơn giấu tu vi gì sao? Cơ thể của ta vốn không có kinh mạch vận chuyển linh khí cho nên không thích tu luyện như chân giả bình thường. Không có linh mạch á. Trời sinh không có kinh mạch sao? Cái này... Không sao, để sau khi với về với Vương Thành Ta cầu cha ta cầu cho người Cha ta có lẽ sẽ có cách Yên tâm đi bốn thứ thứ nhất ngôn cầu đỉnh Nếu như nói đã thú nhận người là người hầu Thì chất dụng có vấn đề kinh mạch của người không thể giải quyết Bốn thứ thứ cô sẽ bảo vệ cho người Tuy ta không thể tu luyện bình thường Nhưng vợ mặt vợ kỹ cũng coi như là cả am hiểu Lực cảm nhận so với người thường tốt hơn một chút Không phải là vô dụng như cô nghĩ đâu Vậy sao? Ta cũng nhìn ra đó Ngu à Trên chỗ treo thưởng lại có ghi rõ là phải bắt sống Nếu có thiếu một cánh tay hay chọn gì đó Thì sẽ không đáng tiền nữa đâu hiểu chưa Bực nhảm đi Kỳ tức quy tận cảnh Hơn nữa cũng có hai tên Ta tôi cũng mang hoang chi địa Các người lại Ta lại còn quan trọng Quan trọng là chúng ta biết cô lại Ta đi thử Dưỡng viêm thành trọng họ cô nương Biết ta lại Còn dám đánh lén gan không nhỏ hả à? Các người đã chuẩn bị đón nhận cơn tình nộ của trọng gia ta chưa? Trọng gia? <laughs> con ngốc nhà cô vẫn chưa biết thứ gì. Một tháng trước thì dường viêm thành bị công phá trọng gia của cô. Đã hóa thành lịch sử trong chiến hóa rồi. 148 Giới thiệu trường sầu. Bật mà sông sát chúng ta là quý tàng định phòng. Mà người chỉ có một người. À không đúng Cái tên eo lẽ không có linh lực là nam súng của cô sao <laughs> Hoà nhìn giống như lời rồi Cô tu luyện pháp được hỏa tù tính